Tí nữa người mẫu sẽ casting ở đây. Dạ. Người mẫu phải đánh võ. Cậu chỉ cho các cô mấy chiêu, không cần đẹp đâu, cơ bản là được rồi Được nhá. rồi. Chào anh ạ. Cô hàng gì của cậu, bảo đảm sẽ tới chứ. Vâng, cô chắc chắn sẽ tới. Ok, 10 phút nữa chuẩn Vâng. bị. Bắt đầu ha. Chuẩn bị đi, khẩn trương lên. Đôi năm, đi đi. Cãi hoài có chơi không? Một rồi. Đủ năm là con. Chết mình chết luôn. Có ai không? Không. Qua luôn. Tới mày kìa. Tới mày kìa. Mày ra uống hoài chết. Cha mày chưa. Mày không đi phải không? Tiếp đà, tiếp đà. Vậy? Đó đó. Hoài. Đây, đây 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 đây. Đây này nha. Cứ nào ba không? Không không ba. Ba có bốn. Hả? Làm lại nha. Em phải đá cao lên. Dạ. Tại phải đánh mạnh ra. Chín rưỡi rồi sao còn chưa tới? Anh cố chờ thêm một chút xíu được không ạ? Em nghĩ rằng có chuyện gì bận đột xuất nên cô đến muộn đấy ạ. Lần nữa. Chuẩn bị. Nếu cô ấy không tới, cậu nghỉ luôn đi. Tức thiệt. Mà tối qua nguyên đám gì mà để thoát được à? Đại ca, đại ca. Nếu bắt được có, đại ca xử sao đại ca? Ngu. Mày nghĩ thứ con nó đẹp vậy tao bắt được nó rồi làm gì đó? Cắt. Cảm ơn em. Mời người tiếp theo. Em lên đây. Dạ. Em cứ đá đi. Bây giờ anh sẽ đi tìm cô Hằng. Nếu mà cô ấy tới, em có điện báo cho anh biết nhé. Dạ. Rồi, lần nữa nha. Ta đến mặt ra. Ôi, đợi đi. Tới nè. Tao tới rồi. Dạ. Ừ. Mười cân, tới luôn. Chết. Đứa nào thua, đứa nào có chót. Tao thua. Tao hết tiền rồi. Đây, không tiền, ráng thêm cây nó chi vậy mày? Ờ, chạy cha tao. Đại ca, nó không tiền rồi đại ca. Ờ, chơi gì vậy? Kỳ vậy? Nữa. Trời đất ơi, anh em nhau mới chơi, từ từ cũng cãi mày làm chữ cho mày. Thôi, nghỉ đi. Đạp mình cái giờ à. Tiền chơi. Thằng này chấp ra đi, mày vô. Dạ, để em vô. Chia bài tiếp, chia bài đi mày. Chia bài đi mày. Xuống đây. Nó cười kìa đây ca, nó cười kìa. Rất là vui ha. Tao rất là vui, không nghĩ ra tao bỏ tao chiêu mày. Cha tụi tao mày. Mày vui gì? Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ê ê ê. Mày bao dây nói cho tao coi. Không để cho tao nha. Xuống đây mày. Hay ha, đèo giỏi ha. Ai da, ai da, ai da.
Có chuyện gì vậy? Nhanh lên, lên xe, lên xe. Tại sao cô lại thất hứa? Cô đã hẹn đến đúng giờ rồi cơ mà. Tôi xin lỗi, tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ tới công ty quảng cáo liền đi. Từ nãy đến giờ cô ôm con heo đấy à? Cô ôm sang xa tôi ra nhá. Bây giờ đi đường nào đây? Đường kia đang ngồi chặn rồi. Phải. Quẹo. Chạy nữa lên. Dạ đầu để thoát được. Mày cô chịu tao rồi. Cô nữa. Sao nó chạy nhanh quá đại ca? Lần nào cũng để nó thoát được à? Mày tại vì tao đi xe chứ bộ rồi. Còn là đủ là hai không à? Thôi. Mấy cậu chuẩn bị dọn dẹp đồ hết đi. Nghỉ. Cậu đem băng vô phòng tôi cho khách hàng xem. Dạ. Còn cô, chuẩn bị hình ảnh đem hết vào phòng tôi. Dạ. Còn Hải đâu? Dạ, Hải sắp tới rồi. Kêu nó nghỉ luôn đi. Anh Tuấn, cô đến rồi ạ. Anh tìm được người rồi ạ. Cậu lấy gì bảo đảm? Một người casting cậu đi trễ thì lấy gì khi quay đi đúng giờ? Tôi xin lỗi, tôi... Tôi không cần biết lý do. Tôi chỉ biết là cô đã đến trễ. Còn cậu, cậu đã làm hỏng buổi casting ngày hôm nay. Cậu bị đuổi việc. Sao vô lý quá vậy? Lỗi của tôi chứ không phải lỗi của anh Hải đâu. Tôi không nói chuyện với cô. Anh Hải đã cố gắng làm hết sức mọi việc rồi, sao lại đuổi anh ấy? Thôi bỏ đi, không thay đổi được gì đâu. Vô lý quá. Anh hiền thiệt đó. Nếu là tôi hả, tôi cho anh ta một trận luôn. Đúng là tôi gây cho anh nhiều rắc rối thiệt. Thôi mình đi. Cô ngồi đây chờ tôi một chút, tôi vào lấy đồ. Anh Hải. Hả? Quay cái gì mà cần con heo vậy? À không, con heo cô mang theo mà. Dạ. Dạ, ông cần gì ạ? Tôi có hẹn với anh Tuấn giám đốc vào lúc 11 giờ. Dạ. Dạ thưa anh, có anh Thắng giám đốc công ty nước tăng lực tới gặp anh ạ. Dạ. Dạ mời anh tới phòng anh Tuấn. Chắc anh biết phòng của anh. Biết. Dạ. Dạ. Cô này là ai? Dạ chắc là cô ấy đến dự casting quảng cáo.
cho công ty nước năng lực của anh. Ờ. Dạ. Mình đi. Thôi, cậu ở lại nhé. Mình bị đuổi việc rồi. Anh bị đuổi việc à? Ừ, đi nhé. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm anh bị đuổi việc. Thực sự, tôi đã rất muốn đến thử vai ngày hôm nay. Tôi sẽ tha lỗi cho cô với một điều kiện. Anh dám ra điều kiện với tôi hả? Không sợ bị đánh sao? Điều kiện gì? Điều nước với tôi và giải thích tại sao cô bị đám thanh niên kia đuổi đánh nhiều như vậy. Anh thật sự muốn nghe sao? Ừ. Nếu vậy tôi có thể giải thích liền tại đây, đâu cần phải ra quán nước. Ra quán nước là một trong điều kiện quan trọng để tôi tha lỗi cho cô. Cô đồng ý nhé. Ừ. Trên bão đêm để riêng ta thân, tìm trong ngọn gió ta đi tìm em biết bao, tìm nơi đầu sóng kia, tìm nơi có bước chi, tìm em ta dước em về với. Mời cô ngồi. Tôi thấy cô này được đó. Mặt đẹp, động tác lại mạnh mẽ nữa. Anh cho một ly cà phê sữa đá. Thằng uống gì? Gì cũng được. Ăn kem đi, kem đấy ngon lắm. Anh cho một ly kem có tất cả các mùi. Rồi, cảm ơn anh. Anh mới bị mất việc, sao sài sáng quá vậy? Đi kem mà 48 ngàn. Lâu lâu có khách quý tôi mới sài sang như vậy thôi. Ơ, mà sao cô không bỏ con heo xuống? Cô mãi như vậy. Sao nhiều vậy? Ăn thử đi, xem ngon không? Thật khó khăn để cho ta ngon không? Ừ, ngon. Ừ, mà sao anh biết tôi thích ăn kem? Tôi đoán. Dối ở đâu? À, thì tôi học đạo diễn nên cũng nghiên cứu sơ qua về tâm lý phụ nữ. Sách viết rằng những cô gái hiền lành dịu dàng thường thích ăn kem. Tôi đập anh một trận bây giờ. Dám chọc tôi hả? Thế mới biết sách cũng biết sai. Ừ. Tôi chưa thấy ai lạ đời như anh. Lần nào gặp tôi anh cũng gặp rắc rối mà không biết sợ hả? Tất nhiên là sợ chứ. Sợ sao còn mời tôi đi ăn kem, trong khi anh đâu cần tôi nữa. Bởi vì cô là một cô gái thú vị nhất mà tôi từng gặp. Trời ơi, anh đang cua tôi hả? Không, tôi không có ý đó. Tôi học đạo diễn mà lại ít cuộc sống quá, nên gặp cô tôi thấy rất thú vị. Anh làm phim gì rồi?
tôi học đạo diễn mới ra trường, vừa bị nhà sản xuất trả lại kịch bản vì thiếu thực tế. Làm đạo diễn thích không? Tôi chưa biết. Gì kỳ vậy? Bởi vì tôi đã làm phim nào đâu mà biết thích hay không. Tôi đang với kịch bản mới. Anh viết dễ gì vậy? Tôi đang định xây dựng nhân vật nữ chính có tính cách giống như cô đấy. Giống tôi? Ừ. Nhưng sợ nhà sản xuất không chịu vì phim bạo lực quá. Ơ mà hôm nay tôi mời cô đi cà phê để nghe cô giải thích lý do tại sao cô bị người ta đuổi đánh mãi như vậy. Từ nãy giờ toàn cô hỏi tôi thôi. Anh thật sự muốn nghe không? Ừ. Tôi có hai đứa học trò, bán kẹo kéo. Một đứa tinh điệu, một đứa tinh tí. Phải hai đứa hát hay không? Ừ. Ủa, mà anh cũng biết tụi nó hả? Tôi biết hai đứa nó khi mà đi tìm cô. Hai đứa dễ thương lắm. Tụi nó mới bị đụng xe, đang nằm trong bệnh viện á. Hai đứa có bị nặng không? Nặng. Và cần rất nhiều tiền. Tiền những phí, tiền thuốc men cũng gần có chục triệu. Mà tụi nó bán kẹo kéo, làm gì có nhiều tiền. Chân lao động, ai cũng nghèo hết. Nên tôi quyết định phải liều. Con sợ khỏi bệnh rồi á, đi học không được kịp tụi nó. Mà chừng nào con với anh Tí mới được ra viện sư cô? Con thì sắp ra rồi, chỉ có ông cô Tí á là còn phải nằm hơi lâu chút thôi. Con chán nằm viện lắm rồi. Con phải nằm thì mới mau lành vết thương chứ. Không biết chân bị dậy có nhảy được không nữa. Không có sao đâu. Sao mày biết? Anh Mạnh á, anh bị gãy tay tới 2 lần. Mà nhìn ảnh có bị gì đâu. Yên tâm chưa? Dạ. À chị Hằng, con heo nữa. Con chào sư cô. Chào sư cô. Hôm qua con có làm sao không? Cô lo quá à. Dạ con không có sao hết. Ừ. Hai đứa thấy anh quen không? À anh mua kẹo kéo sĩ nè. Đúng rồi. Bị thế này không nhảy nhót hát hò được. Khó chịu lắm phải không? Dạ. Bị vậy ngứa ngáy chân tay lắm anh ơi. Đưa anh xem nào. Nè. Đau lắm không? Dạ đau, nói chuyện với con nhưng cũng bớt rồi. Dạ. Hai đứa đây nói chuyện với anh Hải nha. Dạ. Đi ra ngoài một chút. Hai đứa sướng ghê. Được chị Hằng chiều ơi là chiều. Sư cô nói với bọn trẻ tạm nghỉ học một thời gian cho yên đã, rồi con sẽ dạy lại. Tối qua cả đêm cô không ngủ được vì lo cho con. Bây giờ cô muốn con giải thích tại sao con bị giang hồ được đánh. Con được giấu cô nghe. Tại con lừa tụi nó. Nhìn chị Hằng giang hồ vậy chứ, chị ghét mấy đứa ăn cắp lắm. Đứa nào mà ăn cắp, chị la liền. Chị bắt phải tìm cách trả đồ lại cho người ta. La thì la vậy thôi, chứ chị thương tụi em lắm. Mấy đứa bụi đời tụi em đâu có biết chữ. Chị gom lại rồi dạy chữ. Mà chị giỏi lắm nha anh. Chị học tới lớp 12 lận á. Còn anh? Anh học lớp mấy rồi? Anh đã tốt nghiệp đại học. Vậy là anh hơn chị Hằng rồi. Ừ, tại vì anh lớn tuổi hơn chị Hằng mà. Chị Hằng á, chị cũng thích thi đại học lắm anh. Chị thích làm cô giáo lắm. Mà chắc làm cô giáo phải học giỏi lắm ha. Đúng rồi. Thế tụi em, sau này lớn tụi em thích làm nghề gì? Em làm ca sĩ. Em cũng vậy, em sẽ cố gắng học thật giỏi để lớn lên làm ca sĩ luôn. Chị Hằng nói, nếu như muốn làm ca sĩ phải biết chữ. Nên tụi em thế nào cũng cố gắng học hết để sau này làm ca sĩ. Bây giờ Hằng đi đâu? Anh
anh Hải chở Hằng về khu đường tàu giùm nha. Hằng không thể quay lại nơi đó được, bọn nó sẽ không để Hằng yên đâu. Hằng còn nơi nào khác để đi không? Không lẽ tối nay Hằng tiếp tục ngủ trên cây nữa? Hằng không thể sống mãi như vậy được. Anh Hải muốn Hằng sống như thế nào? Không gì đó thì đi đâu? Đó là nơi Hằng đã lớn lên, nuôi sống Hằng. Hằng biết làm gì ngoài đập xe ba gác, bóc giác. Một đứa con gái như Hằng thì ngoài nơi đó ra biết đi đâu, làm gì? Còn bọn trẻ nữa, Hằng cũng đâu bỏ mặc tụi nó được. Điều Hằng lo nhất bây giờ không phải là Hằng sống ra sao, mà là bé Tí bé Điệu sẽ như thế nào nếu không có tiền thuốc men đi nè. Thôi anh về đi. Cẩn thận nhé. Em mong lắm. Cảm ơn tất cả. Anh thấy cô nào được? Tôi không thấy ai được cả. Không ai giống như tôi tưởng tượng. Hey, đây là những người mẫu đáp ứng tốt nhất. Yêu cầu mà sản phẩm công ty anh đưa ra, tôi phải khó khăn lắm mới tìm được đó. Ủa, cô gái lúc nãy đâu rồi? Cô nào? Cái cô mà ôm con heo mội ngồi ở phòng tiếp tân đó. Cô nào ta? À, phải cô gái mà nhìn bẩn bẩn không? Đúng rồi. Cô ta đi chạy 2 tiếng, tôi đuổi về rồi. Bộ anh thích cô ta hả? Cô ta trông có cá tính, nhìn khỏe mạnh, tút lên sẽ đẹp lắm đó. Thiệt không đó? Tôi thấy cũng thường thôi mà. Tin tôi đi, tôi ít khi nhìn làm phụ nữ lắm. Đưa vào tay tôi một tuần sau sẽ không nhận ra luôn đó. Hèn gì, anh có biệt danh là thắng sát thủ. Anh gọi cô ấy lên casting lúc 2 giờ đi, tôi sẽ okay. Có mặt ở đó luôn. Thằng ơi, Thằng, ủa chủ gì? Có một tin vui. Tin vui gì vậy? Đây là cơ hội cuối cùng cho cô và tôi. Công ty đã đổi ý, hẹn cô 2 giờ lên thử vai. Thiệt hả? Ừ. Mình còn 2 tiếng nữa, cô muốn đi mua quần áo trước hay là đi ăn trước? Cô ăn gì kỳ vậy? Ai nói tôi ăn? Cô không ăn thì ai ăn? Con heo. Con heo?
Tội nghiệp, nó nhịn đói từ ngày qua tới giờ á. Thôi, con heo ăn rồi, cô cũng ăn đi. Cảm ơn cô. Ngon quá. Mà tại sao đi mua quần áo? Tại vì bộ cô đang mặc có mùi rồi. Nhưng mà tôi... Yên tâm, tôi có tiền đây. Tôi sẽ cho cô mượn. Khi nào cô lĩnh tiền cát xê quảng cáo, cô trả lại tôi. Lỡ tôi không trúng quảng cáo thì sao? Thì mỗi khi xe hỏng, tôi gọi cô chở để trừ dần, được chưa? Chỉ có hai người mà ăn hết 156 ngàn. Anh xịt sang quá vậy. Hai người với con heo đó là ba. Cô cứ lấy 156 ngàn chia cho ba thì thấy rẻ hơn nhiều. Tôi có điện thoại. Vâng, em đây. Vâng, em đang đi cùng cô ấy ạ. Cô ấy cũng mang theo con heo luôn. Có chuyện gì vậy anh? Kiểm tra điện thoại lại coi, có hư gì không? Sao cô hay có vậy? Hay gì, cũng thường thôi. Tức quá, cướp chạy mất rồi. Alo, em Hải đây. Em vừa bị cướp điện thoại xong. Vâng, em không sao, lấy lại được rồi ạ. Anh nói lại chuyện con heo giúp em với. Vâng, sẽ có con heo ạ. Ủa, anh mới nói gì con heo? Chuyện gì vậy? À, anh Thắng là giám đốc bên công ty nước tăng lực. Thấy cô ôm con heo là lạ, nên mới mời con heo và cô đi casting luôn. Hứ? Nếu được á, thì họ sẽ sửa kịch bản để cho cô diễn chung với con heo luôn. Trời, con heo đóng phim hả? Ừ.
Tôi thấy bộ này rất hợp với buổi casting. Cô thấy thoải mái không? Đấm đá được không? Lấy bộ này luôn. Tôi lấy bộ đồ cô đang mặc. Dạ. Bao nhiêu tiền chị? Cái áo 250, cái quần 350, tổng cộng 600 đó anh. Gửi chị. Dạ. Cảm ơn anh. Chị ơi, cho xin cái bịch để đựng đồ cũ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Bỏ đồ cũ vào đây. Bộ này 600.000. Tôi được giảm giá 80%, tức là còn 120.000. Vậy là cô nợ tôi 120.000 nhé. Bây giờ chúng ta đi mua giày. Cầm lấy. Đẹp không? Tin tôi chưa? Quả là không hổ danh sát thủ. Bắt đầu nha. Bắt đầu đi. Ok, bây giờ em nhìn thẳng vào máy, cười tươi lên cho anh. Được rồi, tươi hơn nữa, tươi hơn nữa. Đó, em quay qua trái chút xíu. Chút xíu nữa em. Chút xíu nữa. Đó, em quay thêm một chút nữa. Rồi, bây giờ cười lên. Cười lên em. Đúng rồi. Bây giờ em quay qua phải chút xíu. Chút xíu nữa thôi. Trả lại chút xíu. Đó, đẹp lắm, em cười tươi lên. Cười tươi lên em. Đúng rồi, ok. Nhìn thẳng vô máy nè. Đọc tên cho anh đi. Nguyễn Minh Hằng. Tuổi? 19 tuổi. Số đo 3 dòng. Số đo 3 dòng là gì? Là số đo 3 dòng chứ còn gì nữa. Ngực eo mông. Trời, có đo bao giờ đâu biết. Sao bây giờ anh? Thôi bỏ qua, cái khác đi. Thế hàng cao bao nhiêu? Cái này biết nè. Hồi bữa đi đo đồ thử. Có đo chơi. 1m72. Anh thấy cô ấy sao ạ? Được rồi đó. Nhưng mà bây giờ mới tới phần khó nhất. Nếu cô ấy được chọn, tôi sẽ nhận cô ấy.
thằng, thằng được chọn. Ơ, nhìn kia, nhìn kia. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con nhau ơi. Hôn quá. Gió sông đêm em dịp dưng giữa rừng hoa, ngày vừa hai mươi em mơ bao đời, đời vừa hai mươi. Hôm nay thứ ba, 7 giờ sáng thứ sáu sẽ quay. Lấy gì bảo đảm cô sẽ đến và đến đúng giờ? Tôi sẽ tới đúng giờ. Nếu cô không tới đúng giờ, tôi đâu làm gì được cô đâu. Bây giờ tôi giao cho cậu Hải phải kèm sát cô ấy. Nếu có chuyện gì, cậu Hải sẽ chịu trách nhiệm về cô. Đồng ý không? Vâng, em đồng ý. Vậy thì ký vào đây. Hợp đồng này trị giá 300 triệu. Nếu người mẫu không thực hiện đúng hợp đồng, thì cậu sẽ là người bồi thường mọi chi phí. Trời, nếu lỡ tôi bệnh hay bị tai nạn thì sao? Bị bệnh hay tai nạn thì không tính. Nếu như cô hủy hợp đồng thì cô Hải sẽ bồi thường mọi chi phí và chịu trách nhiệm.